chặt cái bản tin nhanh 24/7. Vi phạm giao thông lao tới chửi bới đánh đội phó cảnh sát Hồng. Ngày 9 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 2 cho biết đang tiến hành tạm giữ đối tượng Nhan Hồng Phong, sinh 1979, ngụ quận 5 để điều tra hành vi chống người hành công vụ. Trước đó vào khoảng 15 giờ ngày 8 tháng 4, đội cảnh sát không cắt lái thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt BC67, công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành kiểm tra phương tiện vi phạm tại đại lộ Mai Chí Thọ, quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Đúng lúc này, Phong điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 54B87076 hướng từ hầm Thủ Thiêm với tốc độ rất nhanh. Tổ cảnh sát không đã đăng bắt tốc độ đối với Phong là 75 km/h nên đã tiến hành yêu cầu Phong dừng lại để kiểm tra. Lực lượng chức năng cho biết đoạn đường trên chỉ được giới hạn tốc độ tối đa là 50 km/h. Phong không xuất trình bất cứ giấy tờ nào và có biểu hiện say xỉn nên công an đã yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Liên tục gần 1 giờ đồng hồ, Phong đã văng tục to tiếng xô đẩy cảnh sát không. Thấy Phong tiếp tục thiếu hợp tác, Trung tá Bùi Minh Phước, đội phó đội cảnh sát không cắt lái, đã tới khuyên can thì Phong thao tới tánh. Sự việc được lực lượng cảnh sát không ghi hình lại và nhiều người dân chứng kiến. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng công an phường An Lợi Đông, quận 2 đã có mặt mời Phong về trụ sở làm việc. Tại đây Phong tiếp tục biểu hiện thái độ chống đối và sau khi thuyết phục được, Phong đồng ý chấp nhận kiểm tra nồng độ cồn và kết quả là 0,565mg trên 1 lít khí thở, vượt qua quá cao so với mức giới hạn cho phép. Công an quận 2 sau đó đã quyết định tạm giữ hình sự đối Phong để điều tra xử lý hành vi chống người hành công vụ. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại kế tiếp, nhớ like hoặc share nhé, subscribe.